Chào mọi người. Hôm nay lên clip để giới thiệu với mọi người một số món hàng tô chén dĩa. Tô chén dĩa gọi chung là hàng gốm sứ nha mọi người, và một số đồ đồng. Và một số món đồ đồng cũng đẹp đẹp, độc lạ. Rồi, như thường lệ thì đi vào nội dung chính thì tất cả sản phẩm giá bán đã bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển, không bao gồm phí đồng kiểm. Anh em muốn kiểm tra hàng trước khi nhận thì cộng thêm 20.000. Cộng thêm 20.000. Tiền đó là bưu điện thu. Còn vì sao bưu điện thu thì anh em cứ hỏi nhân viên bưu điện, mình giải thích hoài thì nó cũng nhiều lần mà anh em thắc mắc hoài, nói chung là giải thích hoài thì cũng cũng khó, cho nên là anh em thắc mắc vì sao bưu điện thu 20.000 tiền kiểm tra hàng á, thì anh em hỏi nhân viên bưu điện thì sẽ rõ. Quan trọng là cái giá bán nha anh em, quan trọng là giá bán. Ví dụ người ta bán, người ta cho xem hàng trước, có nghĩa là người ta đã cộng cái tiền xem hàng đó vào cái giá bán luôn rồi, còn mình thì mình chưa cộng cái tiền đó, tại vì một số anh em không có cần xem hàng cho nên mình không có cộng tiền đó vào. Và cái hàng gốm sứ này nó nặng, mình gói gói kỹ, thật kỹ để giao hàng đến anh em nó không bị bể vỡ, cho nên là mình gói rất là cẩn thận. Và anh em nếu anh em mà thắc mắc nếu bể vỡ thì sao, nếu bể vỡ thì anh em cứ khi mà không xem hàng thì anh em cứ gọi cho mình, không sao hết, thì xử lý sẽ thỏa đáng cho anh em, không sao cả. Còn mà đối với mặt hàng này thì nó gói nó rất là khó khăn và nó rất là nặng, phí vận chuyển nó cao, phí vận chuyển nó cao và gói rất là cực khổ, cho nên anh em nên xem thật kỹ hàng trước khi quyết định đặt hàng. Và mình quyết định đặt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình đặt xong mình có trách nhiệm nhận hàng. Rồi riêng đồ đồng, ba cái đồ đồng là hình thức giao dịch là chuyển khoản nha mọi người. Đồ đồng hình thức giao dịch là chuyển khoản, còn giá sản phẩm thì đã bao gồm phí vận chuyển hết. Rồi tiếp theo thì sẽ công bố cái quỹ lá lành đùm lá rách. Hôm trước mình công bố được số tiền là 13.945.000, thì cái clip vừa rồi á, clip vừa rồi mình bán được là 15 đơn hàng nhân với 5.000 đồng trích ra từ cái tiền lời của mình á, trích ra từ tiền lời của mình là bằng 75.000. 75.000 khách hàng thì có anh Phước ở Bạc Liêu đóng góp 50.000 đồng, tổng cộng là được 125.000 đồng. Thì lũy kế đến ngày hôm nay thì 13.945 cộng với 75 thì bằng 14.070.000. 14 triệu cộng với 120 chứ, mà 13.945 cộng với 120 là bằng 14.075.000 cộng với 125.000 mọi người, bằng 14.070.000. Đọc lại cái nữa nha mọi người, hồi nãy đọc nó hơi lộn xộn quá. Thì 13.945 cộng với 125 bằng 14.070.000 đồng. Quỹ đến thời điểm hiện tại là như thế. Còn cái tiền mà anh em có thỉnh thuốc rồi hỗ trợ cho chú Bảy để mà mua dược liệu làm thuốc á, anh em thường thường là phí phí vận chuyển là chỉ có 20.000 à. Một số anh em đưa gửi cái cạc điện thoại qua cho mình đến 50.000. 50.000 thì mình còn dư 30.000 thì mình đưa gửi qua cho chú Bảy. Mà mấy mốt anh em gửi cạc thì nếu có thỉnh thuốc gửi cạc thì gửi đúng 20.000 thôi nha. Gửi 50.000 cái mình nạp tiền điện thoại thì tiền điện thoại nó quá nhiều. Tiền điện thoại nó quá nhiều thì mình mất xuất tiền mặt ra mình gửi qua cho chú Bảy, trong khi tiền điện thoại của mình thì nó nhiều, xài không hết. Cho nên là anh em mà có thỉnh thuốc thì gửi đúng cái cạc 20.000 thôi. Còn anh em muốn đóng góp tiền mà mua dược liệu cho chú Bảy thì có thể nói trước để mình ghi vào cái phiếu thu của hàng luôn cho nó dễ. Thì hỗ trợ tiền thuốc cho chú Bảy thì có anh Mùi ở Đà Lạt là đóng góp 100.000, và anh Nam ở Gia Lai đóng góp 30.000, thì tổng cộng là 130.000 mình sẽ đưa qua cho chú Bảy. Rồi phần quỹ và
giá bán đã công bố xong rồi, không làm mất thời gian của anh em nữa, vào nội dung chính. Mã số 1, mã số 1 là gồm có 6 cái chén và 2 cái tô chú tiểu. Đó. Cái này hôm trước anh nào đã mua một bộ này rồi đó, giờ mình mua thêm cái này nữa là nó trọn bộ luôn. Hôm trước cái này có 4 cái nè, giờ nó có 6 cái nữa. Hôm trước cái này là cái bộ bộ chú tiểu là cái này 4. 4 cái, giờ nó có 6 cái nữa là đủ 10 nè. Đó. Bộ này là mã số 1 350.000, đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Mã số 1 350, đã bao gồm phí vận chuyển. Chiều cao khoảng 4 nha. Chiều cao khoảng 4 và đường kính miệng là khoảng 12,5. Đường kính miệng khoảng 12,5, đo từ cái quai bên đây qua thì khoảng 13,5. Này chén ăn cơm, làm này cho mình dễ cầm. Nước men nó làm cũng rất là đẹp. Có chú tiểu bên trong này. Nó tổng cộng có 6 cái nha mọi người. Tổng cộng có 6 cái nè. 2, 4, 6. Đó. Rồi và 2 cái tô. Hai tô giống nhau. Mấy cái men xịn đó, khi mà mình làm nó đụng với nhau thì nó âm thanh của nó cũng rất là vang nha mọi người. Âm thanh nó rất là vang. Chú tiểu đây. Mộc nè. Để mình đo cái tô. Tô thì cao 8. Cao 8, đường kính là khoảng 15,5. Chiều cao 8, đường kính khoảng 15,5. Nước men rất là đẹp nha mọi người. Rồi, mã số 1 này giá 350.000, đã bao gồm phí vận chuyển, tổng cộng là 6 cái chén với lại 2 cái tô. Giá 350, đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 này nó nhiều quá, mình không có đem qua hết được. Tổng cộng là 20 cái chén. 20 cái chén ăn cơm, giá 450.000, đã bao gồm phí vận chuyển. Cái này nước men cực đẹp luôn nha mọi người. Mỏng nè. Tổng cộng là có 20 cái chén nha. Nhiều lắm mình không có đem qua, để bên kia. À. Men nó rất là đẹp, âm thanh rất là vang. Bông nè mọi người, nó cùng loại luôn nha. Chén này nó cùng kiểu hết. Nó 19 cái chứ không phải 20 cái, 19 cái. Nó có tổng cộng là 19 cái, 19 cái. 19 cái mình để vào thêm một cái gì nữa nè. Cái này nó khác nha, là nó tổng cộng là 20 cái. Tổng cộng là 20 cái, nhưng mà con cái này nó khác, còn 19 cái là cùng loại. Để vào cho nó đủ 20 cái. Chén này cực đẹp nha mọi người. Bông bên ngoài và bông bên trong luôn. Nước men nó rất là đẹp. Chén mà thường là nó vô bộ là giá nó rất là cao, mình cố gắng bán với giá hợp lý. Còn chén mà ví dụ chén lẻ mỗi cái nó khác nhau hết á, thì bán với giá thấp hơn được. Còn vô bộ thì nó bán rất là cao. Cao là 5 nha, chiều cao 5. Đường kính là khoảng 12. Chiều cao 5, đường kính khoảng 12. Tổng cộng 19 cái này. Và một cái lẻ nữa là tổng cộng là 20 cái. 20 cái giá 450.000, đã bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển là anh em thấy hết 50.000 rồi. À, tính ra mỗi cái chén là 20.000 nha mọi người. Phí vận chuyển 50.000, còn gói hàng đồ nữa. Còn phí gói hàng cái thùng. Mua một cái thùng là 20.000 nữa rồi. Cho nên là mấy cái hàng gốm sứ này bán nó lợi không có bao nhiêu. Lợi không có bao nhiêu nha mọi người.
Mã số 2 giá 450 ngàn, đã bao gồm phí vận chuyển 20 cái chén. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là thủy tinh. Hàng thủy tinh rất là đẹp. Hàng thủy tinh. Cái này giá 500 ngàn, đã bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Giá 500, đã bao gồm phí vận chuyển. Cái này mình để trong tủ chân cũng rất là đẹp. Có một cái chén này là cái chén pha lê nha mọi người. Một cái chén pha lê đó, mã số 3 giá 500, một cái chén pha lê. Nó quét vàng như này nè, rất là đẹp nè. Bên ngoài thôi, rờ nhám tay nè. Tiếp theo là năm cái dĩa. Năm cái dĩa nó cũng quét như thế này. Để đo, đo dĩa. Dĩa mình chỉ đo một cái thôi nè, cao 3. Cao 3 cm. Đường kính là 16. Cao 3 cm, đường kính 16, tại vì 5 cái nó hoàn toàn giống nhau hết. 5 cái giống nhau hết. Này mình để mình trưng trong tủ thì rất là đẹp. Tức là tính ra là 1 cái 50.000 đó mọi người. Tổng cộng này 4 cái nữa là 5 cái dĩa, 4 cái tô là 9, với một cái chén nữa là 10. Nên là kể cả phí vận chuyển luôn là mình mua là 50.000. Này mấy cái lá nè. Này nó viền vàng ở trên đây nè, rất là đẹp nè. Rồi, giá mã số 3 là 500, đã bao gồm phí vận chuyển. Mã số 3 nha mọi người. Quên đo cái chén với lại mấy cái tô. Cái chén là cao 7. Cao 7, đường kính là 12,5. Cao 7, đường kính 12,5. Cái tô cao 6. Cái tô cao 6, đường kính là 15. Cao 6, đường kính là 15. Rồi, giá 500, đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Như thế này. Đó, 500, đã bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo là có 9 cái tô nhỏ và 6 cái dĩa. Đây, cái này là 9 cái nè. Giống nhau hết nha mọi người, 9 cái. Này đá, nó làm như đá vậy đó. Cổ cổ làm giống như đá vậy đó. Đẹp đẹp, bên trong vẽ hình một cái như là quả bí với cái củ cải nè. Củ cải trắng nè. Đây quả bí, bí rợ. Nó làm chén mộc mạc. Cao 4. Cao 4, đường kính là 13. Cao 4, đường kính 13. Này có 9 cái. Dĩa này thì 6 cái. 400 ngàn nha mọi người. Dĩa 6 cái. Này mã số 4 nha, mã số 4 giá 400. Mã số 4 giá 400. Đây, cái dĩa này thì mình đựng cái gì nhỏ nhỏ, đựng trái cây hay là bánh gì đó. Hay là đựng nước chấm cũng được, tùy theo mình. Mình muốn rộng rãi thì mình đựng nước chấm cũng đẹp. Dĩa nè, da băng nè, nó có thương hiệu nè. Da băng nè, ở trên đây quét vàng ở trên đây nè. Thường ta nói hàng Nhật mà đúng chuẩn Nhật xịn luôn là mấy cái này là nó quét vàng. Nó quét vàng 14K hay gì đó, 14K thiệt hay gì đó. Nhưng mà cái đó mình nghe người ta nói chứ không biết là phải hay không. Chỉ nghe nói thôi. Này mình đo thử nha. Đo. Dĩa này cao là khoảng 2,5 nè. Dĩa cao khoảng 2,5 và đường kính là 14. Cao gần 3, cao gần 3, đường kính là 14 nha mọi người. Rồi này 6 cái dĩa, 6 cái dĩa với 9 cái tô. 6 dĩa giống nhau hết,
này, dĩa này rất là đẹp, viền vàng rất là đẹp. Mã số 4 giá 400 ngàn, đã bao gồm phí vận chuyển. Mấy cái hàng nghĩa địa này thì nó hiếm hiếm có vô bộ mà đủ. Ví dụ như chén gì đó, nó có 19 cái, không tới 20 cái. À, tô này thì nó có 9 cái, dĩa không được 10, chỉ có 6 cái thôi. Mình nói chung sưu tầm được cái nào thì bán cái đó. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5. Hai món này giá 450 nha mọi người. 16 cái lót ly, 16 cái lót ly bằng nó bằng sắt bằng thép vậy á. Này không hít, chắc bằng inox. Không hít, chắc bằng inox rồi. Còn cái dưới này. Dưới này nó bằng thép nè. Bên ngoài là inox, bên trong là thép, nó hít nè. Tráng men. Lót ly tráng men. Này hàng nội địa Nhật nha mọi người. Cái này thì nó có 3 cái ha. 3 cái cùng loại nè. Cái này có chữ nè, hai cái này không có chữ. 3 cái cùng loại luôn, nhưng mà cái có chữ, cái không. Không gì khác hết. Mã số 5 giá 450 nha mọi người. Mã số 5 giá 450.000, đã bao gồm phí vận chuyển, này có chữ nè. Này 3 cái. Nó bằng nhau hết nhưng mà ba cái này cùng loại nè. Mã số 5 giá 450, đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Còn cái này là 13 cái thương hiệu ở dưới này nè. Và nó có mộc ở trên này luôn nè. Thương hiệu và mộc ở trên này. Này tráng men. Này ở phía dưới inox, ở bên trong bằng thép hay gì. Ở đây tráng men nè. Đẹp cực kỳ. Cái này cũng vậy, tráng men. Rất là đẹp. Này 13 cái nha mọi người, cùng loại luôn. 13 cái cùng loại. Tổng cộng là 13 cái cùng loại nè, để mình lót ly. Rất là nặng nha. Cái này nhẹ hơn, một cái này nó nhẹ hơn một cái này. Đó, 13 cái. Rất là nặng. Để mình cần thử coi nó nặng bao nhiêu. Mười ba cái này nó nặng khoảng 2 ký 3. Phí giao hàng rất là mắc nha mọi người. Nó nặng nè, phí giao hàng rất là cao. Phí giao hàng cao lắm. Giá 450 ngàn. Này 2, 4, 5 cái nữa. 5 cái nữa, 10 cái này không phải là 13 cái mà là nó 16 cái. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tổng cộng là 16 cái này nè. 16 cái, cái này 5 cái này bằng nhựa nha mọi người. Cái này nó bằng nhựa nhưng mà nó làm bên trong rất là đẹp nè. Nó vẽ cây tùng, cây bách gì nè. Rồi núi non gì đó. Trong đây nói chung là nó vẽ cảnh á. Có người đi đang đi qua cầu nè. Đang ngồi trên cầu. Đó, bên ngoài nè. Bên trong nè, nó làm rất là đẹp. Dĩa này để lót ly hoặc là đựng trái cây rồi cũng được, hay là đựng bánh gì đó. Đường kính 15. Đường kính 15. Cao khoảng 2, đường kính 15. Rồi, nguyên bộ này là 450.000, đã bao gồm phí vận chuyển. Này phí vận chuyển chắc cũng 6-70 ngàn gì đó. Này mã số 5 450 đâu gồm phí vận chuyển nha mọi người. Tiếp theo là mã số 6. Số 6 7 cái chén, 5 cái cùng loại và hai cái này, hai cái cùng loại. Này 5 cái cùng loại. Này giống như là dòng ngũ sắc các mọi người, giống như dòng ngũ sắc vậy. Mã số 6 nè, giá 420. Là 7 cái chén. 420, 7 cái chén, chén này loại hơi to tí nè.
chén này đựng súp đồ được, hoặc là làm cái tô lỡ lỡ đựng súp đồ được. Nó giống như dòng ngũ sắc vậy đó. Bên trong nè bông hoa đầy đủ nè, mọc luôn nè. Chén này thì nó cao 6,5, cao 6,5 đường kính 11,5, cao 6,5 đường kính 11,5, 5 cái giống nhau nha mọi người, 5 cái giống nhau. Này có 5 cái giống nhau, còn này là 2 cái nè, 2 cái giống nhau. Này giống như nó vẽ phim hoạt hình vậy đó. Trên này có một con rồng nè, đây có hai con gì đi. Cái này là nó sản xuất ở Hồng Kông nha mọi người. Nó sản xuất ở Hồng Kông nè. Này nó vẽ biểu tượng của Hồng Kông nè. Có thương hiệu đàng hoàng nha. Nó là sản xuất ở Hồng Kông. Cái chén rất là đẹp. Có hai cái. Cao 6. Đường kính là 11. Cao 6 đường kính 11. Hai cái chén này sản xuất ở Hồng Kông. Đẹp lắm. Hàng nội địa Nhật nha, nhưng mà nó sản xuất ở Hồng Kông. Tiếp theo là 15 cái dĩa. 15 cái dĩa thì giá 500 nha mọi người. 15 cái hình chiếc lá nè, hiệu Kansai, hình chiếc lá hiệu Kansai. Trong đây nó vẽ hình như là hình xoắn ốc vậy đó, hình xoắn ốc. Mã số 7 giá 500, hiệu Kansai. Chiếc lá này quét vàng nè, quét vàng. Cái này nó có bộ bình trà rất là đẹp luôn. Mình không có bán nha, nhưng mà lúc trước có bán cũng cái hiệu này nè, cũng kiểu y chang vậy nè. Bình trà rất là đẹp. Bình trà đó nó đầy đủ bộ thì khoảng 1,2 triệu, khoảng 1,2 triệu, rất là đẹp. Nguyên bộ bình trà. Nè, canh sai. Da băng nè. Phai China da băng. Hàng nội địa Nhật. Rất là đẹp. 15 cái giá 500 ngàn nha mọi người. Tổng cộng 15 cái. Bên ngoài viền vàng nè. Viền vàng cực đẹp luôn nè. Để mình đo thử. Đo thử là nó cao khoảng cao 2. Cao 2 đường kính là 15,5. Cao 2 đường kính 15,5. Tổng cộng có 15 cái nha. Nó vô bộ như là rất là hiếm. 2 4 6 8 10 12. Tổng cộng 15 cái. Mã số 7. 15 cái giá 500. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì cái hàng này là hàng loại đẹp nè mọi người. Mã số 8. Mã số 8 này giá 1,3 triệu nha mọi người. Này nó vô bộ mấy cái tô rất là đẹp. Tô thứ này là nó có 1, 2, 3, 4, 5 9 cái tô. 9 cái tô dạng giống vậy nè. Nó hơi khác khác một tí thôi. Đây mộc nè, bên ngoài nó quét màu, quét men màu đỏ nè. Đó, mộc đầy đủ ha. Bên trong là rồng phụng. Tô này là tô để nói chung là người ta gọi là tô phụng tô rồng để mà mình làm mấy cái song hỷ thôi mọi người, đám cưới rồi đó. Đó, chuyện vui. Đó, tô này thì nó có 5 cái giống nhau nè. Cao 7 đường kính là 19. Cao 7 đường kính 19. Cái này mình nói khoảng thôi nha mọi người, khoảng thôi chứ nó không có, chứ nó không kính chính xác 100% nè, nó có thể sai lệch 1 2 phân gì đó. 1 2 ly chứ. Sai lệch 1 2 ly gì đó. Hai cái nè. Giống luôn. Ba cái nè. Tô này nó khác chút nè. Nó cũng y chang vậy mà nó khác chút, mộc cũng giống luôn nè. Bốn cái nè. Mộc giống luôn nè. M434 nó có mã số luôn. Cái này 397. Nó cùng hãng nhưng mà nó khác cái mã số.
Câu này cũng giống vậy nè, 359 nè. Nó hơi khác trong một chút nhưng mà bên ngoài thì nó giống y chang. Đó, mọc giống là được 5 cái, có 3 cái giống y chang nhau. Bên kia nữa. Cái này tổng cộng là 5 cái đó. Đây 4 cái nữa nè. Để mình dẹp cái bộ dĩa kia qua cho nó rộng. Rồi, đây có thêm 4 cái nữa. Hồi nãy 5, bây giờ 4 nữa là 9. Này nó cũng giống giống vậy đó. Đây có rộng phụng ở trên này luôn nè. Nhưng mà cái này nó không có mọc. Nó không có dễ mọc, dễ trong đây luôn. Này, đây 1 cái nữa. Hai cái này giống nè. Mọc khác nè. Bên ngoài này dễ hình luôn nè. Bên ngoài dễ hình luôn. Thì chiều cao với lại đường kính thì nó cũng xem vậy thôi. Đây. Dễ hình bên ngoài luôn nè. Đây một cái nữa. Ba cái này giống nhau nè. Được ba cái giống được. Hai, bốn. Bốn với năm là chín nè. 4 với 5 là 9 cái nè, 9 cái với lại hai cái tô này cũng thuộc dạng rồng phùng nhưng mà nó màu đen nè. Giá nó 1 triệu 3 nha mọi người, mã số 8. Mã số 8 giá 1 triệu 300 ngàn đồng. Đây là nó vẽ hình con phụng trong đây nè, phụng hoàng lửa nè. Hình này chữ song hỷ đây nè. Nhưng mà nó màu đen nha mọi người, màu đen nó làm rất là đẹp nè. Đó. Làm khí 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 giống như là xoắn ốc màu đen. Màu đen này thì chắc nó cũng cỡ cỡ, cao cũng cỡ cỡ vậy thôi. Này cao 8 nha mọi người, cao hơn kia một tí. Cao 8, đường kính là 19,5. Cao 8, đường kính 19,5. Hai cái tô này nó giống nhau nhưng mà nó khác màu đó. Đó, 9 với 2 là 11 nha mọi người, 11 cái. Ở đây có 5 cái dĩa, 5 cái dĩa lớn, 11 cái với 5 cái dĩa. 5 cái dĩa này là giống nhau nha mọi người, giống nhau, mọc ra 368, mở 368 nè, 5 cái dĩa giống nhau. Đó, 1 cái, để mình đo. Cao 4, đường kính là 21. Cao 4, đường kính 21. Giống nhau hết nha mọi người, 5 cái. Rồng phụng này, tô phụng cơ mà. Đó, 5 cái dĩa, 11 cái tô, 5 cái dĩa lớn và 4 cái dĩa nhỏ nữa. 4 cái dĩa nhỏ này cùng loại với dĩa lớn luôn, mọc cùng loại luôn nè. 368 nè. Mã số 8 giá 1 triệu 3 nè. Cái dĩa nhỏ để mình đo, đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Cao 2, cao 2, đường kính là 12. Cao 2, đường kính 12 nha mọi người. Đó. Giống y chang gì lớn luôn. 4 cái. 11 cái tô. 11 cái tô nè. 5 cái dĩa. 11 cái tô, 5 cái dĩa. 5 cái dĩa lớn và 4 cái dĩa nhỏ. Giá 1 triệu 300 ngàn đồng, đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 9. Mã số 9, mã số 9 là sư tử đá nha mọi người, sư tử bằng đồng nhưng mà hai một cặp sư tử ngồi chính giữa là có hai cục đá. Hình bắt quái đây. Vẽ đây. Này bằng đồng nha mọi người. Đồng này mình không có đánh cho nó sáng được nha. Đồng này nó màu vậy vậy đó, mình không có đánh sáng được. Lý do là bên ngoài nó cũng có phủ một lớp lớp sơn hay gì, cho nên mình không có đánh bóng được. À, cao này là 700 ngàn nha mọi người, mã số 9, 700. Nó nặng 1,1 kg, nó nặng 1,1 kg á. Giá 700. Và những cái hàng bằng đồng này nè, thường là bên trong là nó có xi măng ở trong hay gì, mình không biết cái gì ở trong. Nhưng mà nó có nghe, lắc nó nghe kêu. Để là để xi măng gì chổng cho nó nặng hay sao, cho nó nặng để mình để cho nó vững.
giá 700, mã số 9, 700.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Bao gồm phí vận chuyển luôn nha mọi người. Đây. Mình nặng rồi, mình đo chiều cao. Cao là nó khoảng 15,5. Cao 15 đi. Cao 15. Chiều ngang. Ngang khoảng 16, cao 15, ngang 16, giá 700. Đây, mã số 9, giá 700. Tiếp theo, mã số 10. Mã số 10 là một cặp ngựa nha mọi người. Cặp ngựa. Cặp ngựa giá 1 triệu rưỡi, nặng 2,2kg nè. Giá 1 triệu 500 ngàn đồng, nặng 2,2kg. Nè, khuôn nó còn dính xi măng nữa nè. Nặng 2,2kg, giá 1 triệu rưỡi. Đo chiều cao, chiều cao nó khoảng 22 nè. Chiều cao khoảng 22, chiều ngang thì mình đo từ đâu ta? Từ đây nè, từ đây qua đây. Chiều ngang khoảng 15, cao 22, ngang khoảng 15. Một cặp ngựa nè. Cũng nhỏ gọn nha mọi người. Nặng 2,2kg. Cao 22, ngang khoảng 15 nè, cao từ đây tới trên này. Ngang từ đây qua tới đây. Yên ngựa nè. Này bằng đồng nha. Bên trong nó để gì chống nè. Lắc nè. Phía dưới nè. Nặng 2,2kg. Mã số 10. Giá 1 triệu rưỡi. Một cặp ngựa. Cặp ngựa nè. Để vậy này mới thấy nè. Đó. Cặp ngựa. Giá 1 triệu rưỡi nha mọi người. Đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Tiếp theo mã số 11. 11 là thuận bùm xuôi gió nha mọi người. 1,9kg. Giá 1 triệu 2. 1,9kg giá 1 triệu 2 nè. Thuận bùm xuôi gió nó có hai mặt luôn. Nó vẽ chữ nè. Chữ này chữ chữ Trung Quốc nè. Trên đây một gạch chữ nhất. Chữ này chữ ma. Chữ gì không biết nhưng mà để giống chữ ma nè. Bên đây là thuận bùm xuôi gió nè. Bên đây là nó vẽ, nó hai mặt luôn. Nó vẽ cây, mấy cây gì. Cây này cây, gọi là cây bách thì cây gì không biết nữa. Nhưng mà nói chung là may mắn đó. Ở trên đây nó có những ngôi nhà nè. Một tác phẩm nghệ thuật nè mọi người. Vách núi. Vách núi đây. Đây nó có những cây đây. Ngôi nhà trên vách núi luôn. Mặt bên đây là thuận bùm xuôi gió nè. Cũng có những ngôi nhà nè. Trên vách núi nè. Ở dưới đây là thuyền nè. Thuyền chạy dưới biển. Biển nè. Rồi tựa núi nè. Biển tựa núi. Ở đây có những cây kêu cây bách thí đi. Cây bách đi. Tác phẩm nghệ thuật trưng trong nhà. Đem lại sự may mắn. Giá 1 triệu 2 nha mọi người. Đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Mấy đồ đồng này hình thức giao dịch là chuyển khoản nha mọi người. Tại vì nó nặng. Nó nặng mình giao phí giao hàng nó rất là cao. Cho nên là hình thức giao dịch là chuyển khoản. Tiếp theo. Cặp Quyên Ương. 800 ngàn. Nặng 1,3kg. Mã số 12. Cặp Quyên Ương này anh em mua về chân là cực đẹp luôn nè. 800. Đã bao gồm phí vận chuyển luôn. 1,3kg nha mọi người. Quá đẹp ha. Nó nặng 1,3kg. Cái thuận bùm xuôi gió mình quên đo. Thuận bùm xuôi gió ngang là 24. Ngang 24. Cao là 20. Cao 20. Ngang khoảng 23. Gần 20, 24 đi. Tính 24 đi. Đấy. Ngang 23. Ngang 23. Cao là 20. Đó. Là cái thuận bùm xuôi gió. Còn Quyên Ương. Quyên Ương này thì cao 10. Cao 10. Ngang là khoảng 11. Cao 10. Ngang khoảng 21 chứ. Ngang là 21. Cao 10. Ngang 21. Nặng 1,3kg nè.
này để chân trong phòng cũng đẹp ha. Này con trống nè, này con máy nè. Rồi giá của nó là 800. Tiếp theo là một cái con cốc may mắn, thiềm thừ ngậm vàng nè. Thiềm thừ ngậm vàng trên đầu mắt nè. Có cái sừng ở trên đây nè. Hai lỗ tai ngậm vàng nè. Đó, nó ngậm nguyên những cái cọng dây vàng và tiền, ngậm mấy cái đồng tiền. Cái đuôi nè, giá nó 500 nha mọi người, nặng 600 g, mã số 13 nặng 600 g, giá 500.000. Mã số 13. Này nhỏ gọn à, mình trưng rất là đẹp. 17. 17 bề ngang là khoảng 9. Ngang khoảng 9, dài 17. Nhỏ gọn, nằm gọn trong lòng bàn tay này. Giá 500 đã bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo là một cặp tỳ hưu. Tỳ hưu nha mọi người. Tỳ hưu cũng đem lại sự may mắn nè. Tỳ hưu cầm cái bắp cải nè. 14, mã 14 nặng 3 kg, giá 1 triệu rưỡi nè. 14 nặng 3 kg, giá 1 triệu rưỡi. Đó. Cao 15. Dài dài khoảng 10 19, cao 15 dài khoảng 19, nguyên cặp tây hưu nha mọi người. Giá 1 triệu rưỡi. À, này bắp cải nè, tỳ hưu đang lè lưỡi nè. À, giá 1 triệu rưỡi đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Hình thức giao dịch là chuyển khoản nha mọi người. Nặng 3 kg, nó rất là nặng. Tiếp theo mã số cuối cùng, mã số cuối cùng là mã số 4 kg nè, giá 1 triệu 8. Mã số 15 là một cặp rùa, rùa đầu rồng, đầu rồng mọi người. Cái này mình chưa có chùi lao gì hết, về anh em chùi lao lại nha. Rùa đầu rồng nè, trưng trong nhà khá là đẹp. Giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Cặp rùa đầu rồng nha mọi người. Ở dưới đây là nó đang đứng trên một đống tiền, tiền với vàng. Này trưng đem lại sự may mắn nè. Tiền với vàng, nó nặng, cặp này nặng 4 kg, giá 1 triệu 7 nha mọi người. Giá 1 triệu 7 đã bao gồm phí vận chuyển. Mã số 15, giá 1 triệu 7 đã bao gồm phí vận chuyển. Đã bao gồm phí vận chuyển. Rùa này đầu rồng nè, ở trên đây chở một con rùa con nè, có đuôi nè. Đầu rồng. Này nó còn dính bụi, mình chưa có chùi. Đó, rùa có cái đuôi phía sau đó. Một cặp nặng gần 4 kg, khoảng 4 kg, 3 kg 9, cao khoảng 10 11, cao khoảng 11, chiều dài nó khoảng 10 18. Hả? Một cặp nè, giá của nó là 1 triệu 7 nha mọi người, đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Rồi, hôm nay có tổng số là 15 món. 15 món giới thiệu đến anh em. À, anh em thấy phù hợp với sở thích, nhu cầu sử dụng cũng như là cái mình thích sưu tầm á và phù hợp với túi tiền thì mình mua về để mà sử dụng. Mình liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988 190303. Mình tên Được ở An Giang. Tên Được ở An Giang. Mỗi hàng này mình bán thì mình trích ra 5.000 đồng để vào cái quỹ lá lành đùm lá rách nha mọi người. Mỗi đơn hàng, một đơn hàng sẽ trích ra 5.000 đồng để vào cái quỹ lá lành đùm lá rách để hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kém may mắn, hoặc là những cái việc làm từ thiện như là bào chế thuốc này kia đó, lấy tiền ra để mình hỗ trợ. Rồi, tất cả sản phẩm giá đã bao gồm phí vận chuyển. Hình thức giao dịch của đồ đồng là chuyển khoản nha mọi người, chuyển khoản vì nó đồ nó rất là nặng, cho nên anh em chuyển khoản.
đồ nặng giao tốn phí nó cao, cho nên là hình thức giao dịch là chuyển khoản. Giá sản phẩm thì đã bao gồm phí vận chuyển hết rồi, còn khi anh em kiểm tra hàng trước khi nhận thì cộng thêm 20.000. 20.000 không có bao nhiêu, nhưng mà quan trọng là cái uy tín anh em đặt như thế nào, mình sẽ giao y chang như vậy, và gói hàng thì sẽ kỹ lưỡng, đảm bảo là không bị bể vỡ, anh em cứ yên tâm. Rồi hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.